Kính thưa quý khán thính giả người Việt khắp nơi, từng là một ký giả cộng tác với vài tờ báo giấy và báo mạng của Cộng sản Việt Nam, đi nhiều, tiếp xúc nhiều giới và có những phóng sự lên án các tiêu cực của giới chức cầm quyền cộng sản. Ý thức hiểm họa mất nước do thái độ tai sai của Cộng sản Việt Nam, từ đầu năm 2017, Huỳnh Quốc Huy thực hiện những livestream về hiện tình đất nước, bị truy sát, anh di chuyển nhiều nơi và thường xuyên làm livestream với chủ đề nhìn thẳng, nói thật. Những livestream của Huy với kiến thức và tầm nhìn rộng, với sự khéo léo đã thu hút sự theo dõi đông đảo của người Việt trong và ngoài nước, thuộc nhiều tầng lớp, thuộc nhiều độ tuổi. Nghệ lực sẽ cố gắng gửi đến quý vị những đề tài mà Huy đưa ra. Huy đang nói tới thế hệ của chúng ta 8X và 9X hôm nay phải nhận cái trách nhiệm nhìn lại hiện tình của đất nước. Cái câu chuyện Huy kể về những người lớn tuổi, kể về ngoại mình, những người mà sống cả một đời với Việt Nam, gắn bó với mảnh đất mang tên là Việt Nam. Họ ai sinh ra cũng sống và cống hiến, đúng không anh chị? Ai cũng làm việc cả cuộc đời, cống hiến, sống, làm việc, cuối cùng chết trong không nghèo thì cũng đói, không khó thì cũng khổ, chết trong những cái căn nhà mà nó không lành lặn, những cái vùng quê mà đường sình lầy lội, nhớp nháp, dơ bẩn, chết trong cái cảnh thiếu thốn, chưa bao giờ cuộc đời họ được hưởng thụ một cái gì đó chính đáng giống như dân của các nước khác. Ở thế kỷ 21 này mà dân chúng ta vẫn còn cứu đói, một đất nước sản xuất nông nghiệp tự hào là xuất khẩu 7-8 triệu tấn gạo mà năm nào cũng cứu đói, thì mỗi một năm hàng trăm ngàn người cũng ngã xuống, cũng chết trong cái cảnh mà đất nước chúng ta đang bị cứu đói, dân tộc chúng ta đang bị cứu đói hàng năm. Rồi bao nhiêu thế hệ chết trong cái cảnh là đất nước chúng ta con cháu đi học phải đu dây, đu dây mới đến trường, thầy giáo đi học, giáo viên đi dạy phải chui vào bọc ni lông, được người dìu trong bọc ni lông qua suối để cho đừng có ướt bộ đồ, ướt bộ áo dài. Rồi những em học sinh phải đi tàu, đi ghe, đi tắt ráng đến trường. Ở dưới quê tôi mỗi một năm là tắt ráng, là tàu chết không biết bao nhiêu đứa, năm nào cũng vậy hết. Tại vì đường xá cầu cống nó phức tạp, cầu khỉ, làm sao mấy em đi học? Hệ thống trường học thì không có tới gần được nhà mấy em. Ngay cái vùng kinh tế mới của tôi, từ những năm 76-77 tụi Cộng sản xây dựng kinh tế mới, tới bây giờ vùng đó còn chưa có trường cấp 2, chỉ có trường cấp 1 thôi. Tức là dân kinh tế mới tụi bay chỉ được học tới lớp 5, không cho tụi bay học hơn. Thì chúng ta sống ở trong đất nước thế nào? Thì bao nhiêu thế hệ Việt Nam họ chết như vậy, trong khi xung quanh chúng ta dân của họ sống sao? Thu nhập họ cao hơn gấp 4-5 lần người dân Việt Nam chúng ta. 50 tuổi hoàn toàn họ có thể về hưu rồi. Nông dân sản xuất không có cần lo cái gì ế hết trơn á, chính phủ họ bảo hộ cho nông dân hết, thu mua hết. Cuối tuần họ chở gia đình họ trên ô tô để đi hưởng những cái weekend cuối tuần, đi ăn, đi uống, đi du lịch, đi dã ngoại. Mỗi một năm họ đi du lịch nước ngoài ít nhất 1-2 chuyến. Thậm chí có nước mỗi một năm đi du lịch ít nhất 5-6 chuyến trung bình của người dân nước người ta. Cứ 2 tháng họ đi du lịch nước ngoài một lần. Còn các thế hệ người Việt Nam cứ sinh ra lớn lên làm còng lưng đóng thuế, đã lật ngang chết, chết trong nghèo đói, khổ sở và thiếu thốn. Thì thế hệ 8X, 9X của chúng ta cũng đang trong cái cảnh này. Đang trong cảnh này nè các anh chị. Đúng không ạ? Chúng ta sinh ra, lớn lên, đi học một cách chăm ngoan, rồi đi làm, kiếm một công việc làm hưởng lương, ngoan ngoãn nghe lời cấp trên để hưởng lương, không bị đuổi. Cuối cùng, khi già về hưu, được cấp một cái mức lương hưu còn cõi, đủ để mua thuốc xí nghiệp, không đủ mua thuốc nước ngoài nè, để chữa bệnh. Tại vì bị bóc lột mấy chục năm cho chữa bệnh, rồi nằm trên giường bệnh ho sụ sụ, bệnh hoạn yếu đuối rồi chết. Đó là tương lai của dân tộc Việt Nam. Chứ là cái gì? Tương lai của chúng ta có là cái gì khác đâu? Tất cả các thế hệ người Việt đều như vậy mà. Thì chúng ta hôm nay cũng vậy. Đúng không ạ? Nhìn về thế hệ của ông bà tôi, họ đã như vậy rồi. Thì bây giờ tương lai chúng ta nhìn sắp tới cũng y như vậy. Nếu chúng ta không nhận trách nhiệm để thay đổi, mà không nhận trách nhiệm để cùng nhau xây dựng lực lượng để giải trừ cái thể chế độc tài cộng sản này đi, thì
tương lai của chúng ta cũng sẽ chết trong bệnh hoạn, trong nghèo đói, trong khó khăn, và không bao giờ bằng được các nước khác, không bao giờ bằng được. Cùng là đi làm, thu nhập họ cao hơn, thì cùng là về hưu, họ về hưu sớm hơn mình. Cùng lãnh một mức lương hưu, họ lãnh mức lương hưu nhiều hơn mình. Và lúc mà về hưu họ khỏe mạnh hơn mình, họ yêu đời hơn mình, họ dẻo dai hơn mình, tại họ không bị bóc lột. Còn mình cứ lúc về hưu là bệnh hoạn, nằm rẹp giường chiếu cho con cháu nuôi, gọi là báo con báo cháu. Còn họ lúc về hưu làm gì ạ? Họ nắm tay nhau đi du hí 30-40 quốc gia để hưởng cuộc sống như thiên đường rồi mới chết. Còn người Việt chúng ta gì chưa về hưu nó ho sụ sụ bệnh đủ thứ bệnh, tiểu đường, huyết áp, mỡ trong máu, mỡ trong gan, mỡ nội tạng, bệnh khớp, không gai cột sống, thối quá cột sống, thoát vị đĩa đệm, rối loạn thần kinh thực vật, rối loạn tiền đình, viêm son, viêm mũi, viêm phổi, viêm họng. Bệnh của Việt Nam là kể ra là ai cũng dính đó. Sắp tới là còn bị nhiễm độc kim loại nặng trong máu nữa. Các dự án thải độc Formosa, Bauxite, Li and Men nó thải độc liên tục, thì các anh chị chạy không? Thì tương lai của chúng ta còn tệ hơn ông bà của mình nữa, chứ đừng có nói như ông bà của mình tệ hơn. Nhưng mà chúng ta vẫn giữ tư duy là những con ếch ọt, ếch ọt. Đặc biệt là các bạn còn tin yêu vào Đảng Cộng sản như những con ếch ọt. Chúng ta ngồi đó, chúng ta nghe những người nào xung quanh chúng ta mà nói lên hiện tình của đất nước, nói lên hiện tình của dân tộc, thì chúng ta chỉ vào họ, gọi họ là phản động. Trong khi không chịu nghe họ nói, coi cái điều họ nói là đúng hay sai, là sự thật hay là giả trá. Chúng ta chỉ vào mặt họ, có giỏi không ra nước ngoài sống, khi họ nói về Đảng Cộng sản bán nước buôn dân. Mày có giỏi sao mày không ra nước ngoài sống? Những người mà họ khai mở đầu óc, họ nhìn thấy được tương lai, họ nhìn thấy được cái điều mà sắp tới, họ biết hết hiện tình. Xin lỗi các anh chị, xin lỗi những con ếch ọt, họ hoàn toàn có thể đi nước ngoài sống rất là đơn giản, không có gì khó khăn. Không có cần phải tôi rất là mắc cười, rất là mắc cười. Có một cái bọn rất là gọi là hư não, không thể cứu được, thậm chí có hàng ngũ đấu tranh dân chủ luôn, ếch ọt còn hư não nữa. Hổng rà đang công kích tôi và một số cá nhân khác là live stream chủ yếu để lấy một vé đi Mỹ. Live stream chủ yếu lấy một vé đi tị nạn bên Mỹ. Cái não để dành làm cái gì? Hay là cộng sản nó móc hết não rồi nó nhét bullshit vô đó rồi. Đi Mỹ hay đi nước ngoài, đi nước nào đó khác, người ta hoàn toàn có thể chọn những con đường rất là đơn giản. Ở đây mà xây dựng lực lượng để chống độc tài, để giải trừ cộng sản, để xây dựng tự do và dân chủ cho dân mình để đi Mỹ. Rảnh thiệt, rảnh thiệt. Mà cái não mà cỡ đó rồi á, thì có nói cũng bằng thừa. Cái não hư cỡ đó rồi có nói cũng bằng thừa. Hoặc là thậm chí nó nói chủ yếu là nó lãnh lương mà nó nói, Đảng trả lương cho nó đi mà nó nói. Anh chị nào ở đây live stream để được đi Mỹ làm thử tôi coi coi. Thậm chí cái bọn hư não của các bạn, bạn làm thử tôi coi coi. Bạn live stream xong đi rồi bạn đi Mỹ cho tôi coi. Một cái thế hệ như vậy thì dân tộc biết dựa vào đâu? Thằng Mỹ bọn nó khùng dữ lắm ha. Live stream cái nó nhận đi Mỹ. Tổng thống Donald Trump là ông tổng thống thắt chặt nhập cư. Thậm chí bây giờ các anh chị lấy chồng, lấy vợ của Mỹ chưa chắc gì nhập quốc tịch Mỹ được. Đừng có nói phỏng vấn thẻ xanh còn rớ. Tôi có một người, người chú làm ở bệnh viện, một bệnh viện lớn ở Sài Gòn, nhà rất là giàu, đưa đứa con đi học ở bển luôn rồi. Học là bây giờ nó có thẻ xanh, chuẩn bị sắp tới nó ra trường á, nó được nhận vào việc làm là nó có quốc tịch luôn rồi. Mà xin visa đi thăm con thôi còn bị chính quyền Donald Trump từ chối nữa kìa các anh chị. Nói mà live stream để đi Mỹ, cái não để làm cái gì? Vậy mà biết bao nhiêu người bu vào đấu tố, like còm xe, ha ha khoái chí. Trời ơi, dân Việt Nam mình rảnh thiệt các anh chị. Cái não để làm gì?
Rồi, rất là nhiều người nhìn ra bên hải ngoại, đồng bào hải ngoại, các anh chị biết rồi, những người rất là nặng lòng với dân tộc, với tổ quốc của mình. Họ ở bên nước ngoài, họ được hưởng nền giáo dục tự do, họ nhìn thấy không khí chính trị tự do. Họ biết cái chính quyền ở nước ngoài là chính quyền phục vụ cho nhân dân. Còn nhìn về Việt Nam là cái chính quyền đàn áp, bóc lột, đập đầu, cắt cổ nhân dân, lấy dây thun quần thắt cổ dân cho chết rồi nói tự tử. Họ nhìn và họ thấy chính quyền Việt Nam là gì đó, chính quyền cộng sản này nó gì.